Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây. Vào một ngày cuối tuần rồi đúng không? Thì mình cũng xin ra một cái video để mà có thể mà chia sẻ cho anh em thêm những cái thông tin trong tuần qua. Nó có một cái sự kiện cũng khá là đặc biệt để cho anh em có một cái góc nhìn nó thú vị hơn về cái sự kiện này như thế nào. Rồi mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì như anh em cũng biết đó, thì trong cái video mà mình cập nhật vào giữa tuần cho anh em, thì cái lúc đó là giá Bitcoin nó đang đâm đúng không? Nó đang đâm và thị trường của chúng ta cũng khá là xấu. Thì nhưng mà chúng ta lại có một cái điểm nhấn trong một cái thị trường nó xấu như vậy. Và cái điểm nhấn này là thật sự là đang được cộng đồng thảo luận rất là sôi nổi, tại vì là nó có hai cái chiều hướng mà cộng đồng đang nghĩ về cái sự kiện này. Thì cái sự kiện này là nó xoay quanh ông chủ của sàn FTX Sam anh em. Đó. Thì anh em biết đó, thì trong cái mà đợt mà khi mà BTC mà nó thục cái mốc gọi là 20.000 đô đó, thì ngay cái lúc đó thì anh em biết là thị trường của chúng ta nó rất là hoảng loạn, và ngay cả những cái công ty như là những cái nền tảng lending thì nó đứng trên một cái bờ vực gọi là chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, tức là BTC mà chỉ cần về tầm khoảng 14-13.000 hoặc là ETH mà nó dưới tầm khoảng là 900 thì tất cả thanh lý và nó đổ dồn, thì những cái công ty lending đó như là về Celsius hay là những cái mà bảo vệ finance hay là những cái khác thì nó sẽ đều đi đến một cái giai đoạn khó khăn và sẽ dẫn tới phá sản mất, đúng không? Thì ngay tại cái thời điểm đó thì chúng ta có CEO FTX đó, ông Sam. Thì ông Sam á, lúc đó thì ông mới lên, ông nói rằng là gì? Ông nói rằng là ngay tại cái thời điểm lũng đoạn, thời điểm hiện tại nè, thì với một cái cương vị là CEO của sàn FTX, một người có tầm ảnh hưởng trên thị trường và cũng là một vị tỷ phú nữa, một vị tỷ phú gần như là giàu nhất ngành tiền mã hóa luôn. Chỉ đứng sau là CZ của sàn Binance thôi. Thì á, ông Sam ông có nói là sao? Thì ở đây mình trích dẫn nguyên văn cái câu nói của ông Sam nha, để cho anh em hiểu được là cái sự kiện nó bắt đầu như thế nào. Thì lúc đó thì ông có lên phỏng vấn, thì ông có nói rằng là tôi cảm thấy có trách nhiệm cân nhắc nghiêm túc về việc nâng đỡ thị trường. Dù điều đó có thể khiến chúng tôi bị lỗ, nhưng sẽ ngăn chặn hiệu ứng domino. Và dù chúng tôi không phải là người gây ra cơn khủng hoảng hiện tại hay bị ảnh hưởng bởi cái sự khó khăn này, nhưng tôi nghĩ là cái việc mà tôi làm đó nó sẽ có lợi cho cái hệ sinh thái crypto nói chung đó, và giúp hệ sinh thái crypto trở nên phục hồi và phát triển mạnh hơn ha. Thì thông qua cái lời phát biểu này đó, thì dường như là ông Sam ổng đang trở thành là một cái người mà có thể rằng là một cái vị cứu tinh của thị trường của chúng ta hiện tại. Và những cái hành động đó anh em, nó đã được diễn biến một cách khá là nhanh chóng khi mà cái tuyên bố này của CEO FTX được đưa ra. Là bằng cách nào? Bằng cách là ban đầu đó thì anh em có thấy rằng là Alameda Research đã cho một cái công ty tiền mã hóa, đó chính là Voyager Digital, vay là 485 triệu nha anh em. Và tại sao ở đây mình lại đưa cái thông tin này? Thì anh em biết là cái người đứng sau Alameda Research là ai đúng không? Đó chính là CEO FTX. Và cả hai có một cái mối quan hệ khá là mật thiết với nhau. Và Alameda Research đó thì thật ra đó thì cũng là một cái quỹ đầu tiên, cái tiền thân của nó là một cái quỹ đầu tư mà cũng do CEO FTX là người lãnh đạo và là người điều hành cái quỹ này, cũng là một cái quỹ khá là có tiếng trên thị trường ha. Thì sau đó thì sao nữa? Sau đó thì cũng chính sàn FTX lại cho cái nền tảng lending BlockFi vay tiếp là 250 triệu. Thì tổng hai cái khoản vay này đó thì nó rơi vào đâu đó là tầm 700 triệu USD, một cái khoản vay khá là lớn. Và đây dường như là cái bước đầu tiên để mà CEO FTX ông thực hiện cái trách nhiệm của ông. Anh em, đó, anh em nắm rõ tới đây nha. Rồi, và sau đó đó thì cái điểm mà đã khiến cộng đồng thảo luận sôi nổi là nó mới bắt đầu nó xảy ra ở đây nè. Tức là sao? Tức là tại sao người ta lại đặt một cái câu hỏi là tại sao khi mà những cái sự cố nó xảy ra như vậy, nó đột ngột nó xảy ra như vậy, thì cho đến thời điểm hiện tại, ngay khi nó xảy ra rồi thì CEO FTX ông mới nhảy vào để mà ông giải cứu thị trường, ông trở thành một cái vị anh hùng như vậy. Và cái việc mà liệu khi mà ông nói ông có trách nhiệm để mà nâng đỡ thị trường, để mà giải cứu thị trường như vậy, nó có phải thực sự là một hành động anh hùng hay không, hay là chỉ là một cái cớ để mà ông nhảy vào ông kiếm lợi nhuận ở đây, nếu chúng ta nói một cái từ mà nó đối lập với cái từ anh hùng là một kẻ cướp thời hiện đại đi. Đó, thì đã có nhiều cái giả thuyết mà cộng đồng họ thảo luận, họ đặt ra. Và cái giả thuyết mà khi mà mình tìm thấy mà nhiều nhất đó anh em, thì ở trên Twitter đó thì cái giả thuyết đầu tiên thì nó đã có một cái sự so sánh về cái việc gọi là ở đây chúng ta không thể khẳng định ngay trực tiếp được rằng là CEO FTX đang là trở thành một vị anh hùng của crypto hay là một kẻ cướp thời hiện đại. Ở đây chúng ta không có phán đoán là ông trở thành bên nào nha anh em, tại vì những cái hiện tại ông đang làm thì nó chỉ vừa mới là quá mới thôi, và thị trường của chúng ta chỉ mới sụp đổ đây thôi, chứ chúng ta vẫn chưa có phải là tiến đến một cái gì đó, là một cái quá trình gì đó mà chúng ta có thể khẳng định rằng là vị CEO FTX này
đang muốn trở thành anh hùng của thị trường crypto, hay là trở thành một cái người mà trục lợi, một cái kẻ cướp thời hiện đại. Chúng ta không nói về cái vấn đề mà phán xét đó, nhưng mà chúng ta chỉ đang lý giải những cái giả thuyết mà cộng đồng đang thảo luận mà thôi nha anh em. Thì cái giả thuyết đầu tiên đó, thì trên Twitter họ bàn rất là nhiều rồi, khi mà họ đã đem đến một cái bức tranh so sánh giữa cái việc gọi là cái hành động hiện tại của CEO FTX khi mà bước vào thị trường, cho những cái công ty mà đang đứng trên bờ vực phá sản anh em vay tiền, rồi cho những cái tổ chức mà họ đang gặp khó khăn họ vay tiền đó. Trong khi đó thì những cái đối thủ của FTX là ai? Những cái đối thủ của FTX như là Coinbase nè, thì cũng vừa cắt giảm, hình như mình nhớ không nhầm là 1.100 nhân sự nè. Rồi sàn Gemini, rồi sàn Bybit và nhiều cái sàn giao dịch khác họ cũng đang đóng băng hoạt động tư dụng của họ, thậm chí họ còn cắt giảm cơ, đúng không? Nhưng mà thì cái điều đó chứng tỏ là phần lớn, ví dụ trong một cái miếng bánh 100% đi, thị trường nó sụp một cái, thì 100% đó thì bây giờ đã đang có khoảng là 70% là đang ngồi trên đống lửa rồi. Đó thì bây giờ 30% còn lại thì FTX đã nằm trong đó để mà có thể đem tiền của mình đi giải cứu, tức là cho những công ty đó mượn nợ anh em. Đó thì cái điều này á, ở trên Twitter và cộng đồng Twitter đó thì họ nói rằng là, như mình đang trình chiếu đây, thì họ đưa ra một cái bức tranh mà mình khi mà mình đọc qua thì mình thấy nó cũng khá là tương đồng. Thì cái bức tranh này nó nói rằng là so sánh lại với một cái sự kiện vào năm 1907, khi mà anh em biết lúc đó ở nước Mỹ đã gặp một cái cuộc khủng hoảng cũng khá là lớn, một cuộc khủng hoảng mà nếu mà không giải quyết được đó thì nó sẽ khiến nền kinh tế nước Mỹ bị kiệt quệ. Và năm 1907 thì anh em biết cái ngân hàng JP Morgan bây giờ không? Một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới đó, thì hồi đó là có cái ông gọi là cái ông JP Morgan. Thì ổng là một cái nhà tài phiệt, đó là ổng giống như kiểu là một ông trùm tài chính luôn. Thì ổng mới cầm những cái tiền của ổng đó anh em, và ổng huy động những cái dân chơi, những cái gã nhà giàu khác ở trong cái thị trường tài chính hồi đó, để mà có thể cho cái kho dự trữ của chính phủ mượn tiền. Đó tức là ổng cầm tiền của ổng và ổng huy động những cái ông khác giàu có để mà đưa chính phủ mượn tiền, và sau đó đó dùng cái số tiền đó để mà nâng đỡ thị trường lên, để tránh cái việc mà các nhà đầu tư hoặc là những cái nhà bán lẻ khác họ liên tục họ rút tiền ồ ạt để mà làm thanh khoản và khiến cho thị trường nó sụp đổ như vậy. Thì nói một cách ngắn gọn hơn là vào thời điểm đó, tại sao JP Morgan phải làm như vậy? Tại vì lúc đó anh em biết là khi mà cái bộ máy chính phủ của Mỹ hồi đó đó, thì họ không có khả năng để mà họ điều tiết cái vấn đề gọi là ổn định kinh tế hoặc là ổn định tài chính. Và khi mà khủng hoảng nó xảy ra một cái đùng như vậy thì họ không có khả năng để mà họ cân bằng nó lại. Thì cái điều đó JP Morgan đã giúp cái vấn đề đó cho chính phủ Mỹ. Và cũng chính vì cái sự kiện xảy ra vào năm 1907 này đó anh em, thì bên phía chính phủ Mỹ thì họ mới cho ra đời cái gì? Họ cho ra đời Fed ha anh em, là cái cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ bây giờ đó, để mà nhằm mục đích tái cấu trúc lại và ổn định cân bằng cái tài chính tiền tệ của nước Mỹ. Để làm gì? Để mà sau này nếu mà nước Mỹ có lâm vào những cái cuộc khủng hoảng nào, hoặc là lâm vào những cái biến cố, những cái viễn cảnh mà nó bất ngờ về tài chính chẳng hạn, thì Fed sẽ là một cái cơ quan của chính phủ để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Đó thì đó là cái sự ra đời của Fed. Và đó, khi mà chúng ta nhìn vào cái sự kiện đó, chúng ta liên kết lại với cái sự kiện của thị trường crypto bây giờ, thì đã có một cái bức tranh so sánh rằng là cái trường hợp của CEO FTX và cái sự kiện khủng hoảng năm 1907 đó dường như nó tương đồng với nhau. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy đặt câu hỏi, tại sao là cái vấn đề tương đồng nằm ở đây là gì? Tương đồng ở đây là năm 1907 ha. Đó, thị trường tài chính của Mỹ nói chung sụp đổ và JP Morgan cứu. Bây giờ thị trường crypto sụp đổ và CEO FTX cứu. Rồi, nhưng mà cái khác ở đây là gì? Cái khác ở đây đó là vào năm 1907, sau cái sự kiện đó, thì mặc dù JP Morgan đã đạt được rất nhiều cái sự gọi là sự tin tưởng của chính phủ Mỹ, nhưng mà chính phủ Mỹ lại lo sợ rằng là nếu mà không lập ra Fed, không lập ra một cái cơ quan chính phủ đàng hoàng và tử tế để mà có thể giải quyết được những vấn đề đó, nếu có xung đột xảy ra trong tương lai, thì sợ rằng là với cái tầm ảnh hưởng và cái sự giàu có của JP Morgan, thì JP Morgan á sẽ sử dụng cái sức ảnh hưởng đó để mà có thể áp đặt lên đó cái ngành tài chính của Mỹ, giống như kiểu là thâu tóm vậy anh em. Nên chính phủ Mỹ không muốn điều đó, mặc dù ông có công với tôi nhưng mà tôi sợ vấn đề đó xảy ra nên tôi mới lập ra Fed. Rồi, nhưng mà thị trường crypto của chúng ta thì bây giờ chúng ta có CEO của FTX, thì những cái cộng đồng trên mạng họ đã ví von vui rằng á là có thể bây giờ CEO FTX đang là Fed của thị trường crypto vậy anh em. Đó, và cái điều đó nó lại xảy ra một cái dẫn chứng gì, là liệu CEO FTX thực hiện những cái hành động như vậy đó là để muốn thị trường crypto nó tốt hơn, nó trở nên là một cái sự tương lai của cái hệ thống tài chính thế giới, hay là ông chỉ đang trở thành một cái kẻ cướp thời hiện đại đó? Tại vì á, ngay cả chính khi mà họ lật lại, họ nói rằng đó là ngay cả chính JP Morgan hồi đó cũng vậy, ông là một chủ ngân hàng đúng không, mà nếu cái thị trường tiền tệ và tài chính của Mỹ bị sập đổ thì ngay cả chính cái doanh nghiệp và tiền của ông cũng mất luôn.
nên là ông không còn một cái cách nào khác để mà ông cứu nó và để ông thâu tóm một phần nào đó để sau này người ta sẽ mãi mãi nhớ về cái tên JP Morgan. Và anh em thấy kể từ năm 1907 cho đến bây giờ thì JP Morgan họ vẫn là một trong những ngân hàng hàng đầu của Mỹ và lớn nhất trên thế giới, đúng không? Thì Sam cũng vậy thôi. Đó, thì cái ý kiến này thì mình cho rằng thì nó cũng khá là hợp lý thôi, tại vì là khi mà chúng ta bước vào thị trường crypto này thì ai ai mà chẳng muốn kiếm lời. Và đối và đặc biệt á, đối với một người có một vị thế lớn như CEO FTX nữa thì cái điều này là cái điều dĩ nhiên sẽ xảy ra mà thôi. Đó, nhưng mà khi mà cái điều này nó xảy ra rồi thì họ đã lật lại những cái vấn đề khi mà cái chiến lược của CEO FTX á, thì anh em thấy nó hoàn toàn khác với CEO Binance. Tức là sao? Tức là anh em thấy á, là CEO của FTX á, trong cái năm qua đó anh em, thì anh em thấy là ông đã đi ngược hoàn toàn cái hướng đi đối với CZ của Binance. Khi mà CZ của Binance á, mình nhớ không nhầm là tài sản của ông là tầm khoảng là 90 tỷ đúng không? Đó, nhưng mà sau cái đợt đâm một phát thì tài khoản của ông là bây giờ còn 10 tỷ rồi, tức là bị chia 10 đó nè, bị chia 9 chia 10 đó. Nhưng mà tài sản của CEO FTX á thì khoảng là mình nhớ là 16 17 tỷ thôi, nhưng mà sau cái đâm này một phát thì ông còn 8 tỷ, tức là ông chỉ bị chia 2 thôi anh em. Thì anh em thấy ngay từ cái điểm đó thì chúng ta cũng đã biết được rằng là cái chiến lược của cả hai nó khác nhau rồi. Tại vì CZ á, thì anh em thấy là ông tập trung vào cái hệ sinh thái của BNB Chain. Và khi mà một cái hệ sinh thái nó sụp đổ như vậy, không chỉ về Bitcoin, không chỉ về BNB, và cả một cái hệ sinh thái mà khi nó sụp đổ xuống như vậy đó, thì mà tài sản của CZ lại nằm khá là nhiều vào BNB, nằm khá là nhiều vào Bitcoin, thì dĩ nhiên là ông bị cuốn phăng tài sản rất là nhanh chóng. Nhưng mà đối với CEO của FTX thì ông bị ông rải tiền anh em. Tức là sao? Tức là cái việc rải tiền của ông là gì? Ông rải tiền và có thể là vào Sol, có thể vào những cái giao thức khác. Và cái việc rải tiền của ông là rải tiền vào những cái thương và những cái tài trợ nữa anh em. Thì anh em thấy á, cái cuộc đua tài trợ thể thao giữa các sàn giao dịch á, thì FTX luôn sở hữu cái miếng bánh to nhất. Đó, ngay cả những sự kiện như là giải bóng bầu dục Mỹ của Super Bowl, hoặc là những cái sự kiện tài trợ thể thao nè, bóng đá, bóng rổ, đua xe hay tất cả cái gì thì đều có FTX trong đó hết. Và Binance dường như là Binance đã phải chịu thua FTX về cái khoản đó. Nên là thị trường có ra sao, có đâm đi chăng nữa thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới những cái mặt giải trí, đúng không anh em? Và những cái mặt giải trí thương hiệu đó nó đã đem về cho FTX rất là nhiều tiền anh em. Nên vì thế chúng ta cũng phải cũng biết được rằng là cái khẩu vị chiến lược của cả hai người này nó cũng khác nhau. Và thực chất nếu mà xét về trên cái phương diện gọi là cá nhân đó, thì anh em biết là CEO của FTX á, thì Sam từng là một cái người trader rất là giỏi của phố Wall. Tức là ông trade cổ phiếu, ông trade chứng khoán, tức là ông xuất phát điểm của ông là từ trader và là người rất là giỏi. Còn CZ đó là xuất phát điểm của ông là dev anh em. Ông là chuyên về giống như kiểu là lập trình nghiên cứu chứ ông không phải là trader. Đó, vì thế nên ta cũng có thể suy ra được là tại sao CEO FTX ông lại rất là nhạy trong cái thời điểm này và đưa ra những cái đường hướng nó như thế này. Đó, tại vì khi mà mình nêu rõ những cái định vị của hai người này để cho anh em hiểu rõ được rằng là tại sao CEO FTX ông lại rất là nhạy khi mà ông đưa ra cái việc gọi là cấp cứu cho thị trường crypto vào thời điểm này mà không phải là CZ. Đó, thì anh em thấy dân trader nó nhạy ở cái điểm này. Và cái này mình không phải là mình first FTX hay gì, nhưng mà nó có một cái sự liên kết khi mà anh em biết rằng là Alameda Research chính là một trong những cái quỹ đầu tư mà dường như là đã có dính líu một chút vào cái việc đâm USD, đúng không anh em? Anh em có nhớ cái đồng USD, cái đồng Terra USD đó, khi mà đâm một tí USD để tạo nên một cái việc, cái lỗ hổng nhỏ để mà từ đó dẫn đến là nguyên cả một đống Terra sụp đổ. Và khi mà Terra sụp đổ thì cả một cái những cái quỹ lớn khác nó cũng sụp đổ rồi. Và cho đến bây giờ đó, chúng ta có một cái sự kiện thứ hai, đó chính là sự kiện Stake ETH và ETH. Thì cũng do Alameda Research họ đã đâm một tí gọi là 45-50 triệu Stake ETH qua ETH thôi, để khiến cho dân chúng họ cảm thấy có một cái lỗ hổng trượt giá ở đây, và cuối cùng là kéo theo một dây luôn. Và khi kéo theo một dây như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ hội quá là tuyệt vời để mà CEO FTX đóng vai là anh hùng trong cái thời điểm này. Đó, thì đó là những cái gì mà ở trên một cái phương diện gọi là giả thuyết mà những cái cộng đồng trader họ đang đưa ra và họ đang phiến diện về cái vấn đề này. Nhưng mà cũng có một cái giả thuyết khác mà mình cho rằng cũng khá là hợp lý. Thì ở đây thì mình lấy cái giả thuyết này là của thầy Hồ Quốc Tuấn ở trên Facebook. Thì cũng đã có khá nhiều người nổi tiếng họ bình luận trên cái Facebook này. Họ nói rằng là có thể rằng là mọi người đang xem là CEO FTX ông đang thâu tóm, ông đang trở thành Fed của thị trường crypto, nó là như thế này, nó là như thế kia. Và cái điểm đặc biệt là nó đang gây hại cho thị trường crypto. Tại vì thị trường crypto của chúng ta đó anh em, là một cái thị trường mà crypto được sinh ra là để mang cái bản chất đúng của nó là cái bản chất phi tập trung và công bằng. Vậy thì nếu mà có một Fed như là CEO FTX mà lại lãnh đạo tất cả cái đó, để khi mà có sự cố thì cái gì cũng bơm tiền ra rồi thu tiền về, giống như kiểu là một người thu nợ vậy anh em, một người lãnh đạo một cái cơ quan ở trong crypto, thì nó
là đã làm mất đi cái sự phi tập trung của crypto, thì thị trường của chúng ta sẽ không còn trở thành một thị trường tiền mã hóa nữa, mà thay vào đó nó sẽ trở thành thị trường tài chính truyền thống chẳng hạn đó. Nhưng mà đối với cái bài viết này của thầy Hồ Quốc Tuấn đó, thì thầy có nói, và những cái người comment ở dưới đó thì họ có những cái quan điểm rất là hay, và họ có chia sẻ rằng là đúng vậy, mặc dù cái thị trường crypto của chúng ta nó được sinh ra là phi tập trung, nó mang tới cho con người nhiều cái sự bình đẳng, nhiều cái sự công bằng hơn, nhưng mà có những vấn đề đó chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái phi tập trung đó để mà chúng ta giải quyết được, đúng không anh em? Và để cho cái việc cái thị trường nó tồn tại, để cho một cái gì đó nó tồn tại, nó tiến tới một cái mục đích cao hơn, thì chúng ta không thể nào chúng ta cứ vin vào những cái phi tập trung để mà chúng ta đi nói về những cái vấn đề như là phải cần có một cái cơ quan như Fed ở trong thị trường crypto chẳng hạn, hay cần phải có những cái gì đó nó giống với thị trường truyền thống đó. Tại vì là bây giờ nếu mà không có một cái cơ quan như Fed ở trong thị trường crypto thì những cái vụ vỡ nợ xảy ra thì ai sẽ giải quyết đây, ai sẽ bơm tiền để cứu những cái vụ đó đây? Và một số comment thì họ khẳng định là có những cái vấn đề không thể dùng phi tập trung để giải quyết được, và vấn đề mà CEO FTX đang làm như vậy là hợp lý đó. Và theo quan điểm của mình thì đứng ở trên cái phương diện nào thì cũng có những cái điểm hợp lý riêng của nó mà thôi. Nếu mà anh em thấy không, nếu mà chúng ta nói rằng là không cần CEO FTX làm như vậy, tại vì ông làm như vậy là ông đang thâu tóm quá là nhiều về mặt dài hạn. Nếu mà chúng ta nói rằng là trong quá khứ ông đã thực hiện những cái chiến dịch mua lại rất là nhiều hơn cả CZ anh em, như là sàn phái sinh LexX của Mỹ nè, rồi sàn Crypto Liquid của Nhật Bản nè, và hàng loạt những cái công ty nền tảng giao dịch cổ phiếu, công ty game, tức là cái chiến lược như hồi nãy mình đề cập đó là CEO FTX ông mua tất luôn. Và ông còn tuyên bố vào trong khoảng tháng 5 của ông rằng là chúng tôi sẽ không dừng lại đây, chúng tôi sẽ chi hàng tỷ USD để mà mua tiếp nữa. Trong khi anh em thấy CZ thì không hoàn toàn như vậy, đúng không? Ông chỉ tập trung mở rộng cái hệ sinh thái BNB của ông thôi, và ông đi, ông gặp những cái chính phủ để mà thiết lập những cái mối quan hệ đối tác đối với thân thiện hơn với pháp lý đó. Nhưng mà CEO của FTX thì ông ngược lại ha. Thì nhờ cái chiến lược như vậy thì nhiều người mới lo sợ rằng là sẽ có một ngày nào đó tất cả những cái gì trong crypto sẽ đều thuộc về tay của CEO FTX hết, và ông đang thực hiện thâu tóm cái thị trường này. Và người ta còn lật lại là ở trong quá khứ CEO FTX từng nói rằng là một ngày nào đó anh em, FTX sẽ mua cả Goldman Sachs. Mà anh em biết á, Goldman Sachs là một trong cái ngân hàng lớn, cũng lớn nhất của Mỹ luôn đó. Thì cái tham vọng nó khác nhau đó. Nhưng mà cái điều đó thì mình nghĩ rằng nó cũng hơi lo ngại một tí. Nhưng mà chúng ta hay đặt một cái vấn đề là với một cái thị trường mà nó còn quá là nhỏ như là crypto đi đó, nó không có phải giống như thị trường chứng khoán truyền thống nữa, mà nó đã có những cái vụ vỡ nợ xảy ra như vậy, hiểu dây chuyền như vậy. Vậy thì khi mà nó bùm một cái nó xảy ra như vậy thì cơ quan nào giải quyết, đúng không? Sẽ có một cơ quan nào giải quyết, sẽ có một cái đơn vị nào chịu trách nhiệm để mà có thể hàn gắn lại, để mà có thể nâng đỡ thị trường đây? Chưa có. Thì cần phải có một Fed ở trong thị trường crypto, và đó chính là CEO FTX. Đó, thì dù lập luận nào thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ có điểm lợi và điểm hại của nó mà thôi. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta phi tập trung quá thì ok, khi mà xảy ra những cái vấn đề đó thì phi tập trung có giúp ích được thị trường hay không? Đó, và ở đây cái quan điểm này họ cũng lật lại một cái câu chuyện rằng là nếu mà có một cái người như CEO FTX làm Fed ở trong thị trường crypto đi, ở đây mình giả dụ nha, chứ mình không đặt CEO FTX là Fed nha anh em. Đó, nếu mà có một cái Fed như CEO FTX ở trong thị trường crypto ngay tại cái thời điểm mà Luna sụp đổ đi, đó, bơm tiền ra để mà có thể cứu được thì Luna sẽ không sụp đổ, hoặc là có thể bơm tiền ra để mà có thể cứu được những cái sự kiện khủng hoảng khác, thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp những cái trường hợp nó tồi tệ như tại hiện tại thì sao, đúng không? Chúng ta hãy đặt lại một cái gia đình như vậy. Vậy thì đó là những cái gì mà mình có thể chia sẻ cho anh em về hai cái luồng quan điểm đối lập trên thị trường. Bây giờ họ đang xoáy sâu vào cái vấn đề mà hành động của CEO FTX đối với thị trường như vậy. Đó, vậy liệu CEO FTX đang thực sự trở thành anh hùng của crypto khi mà ông giang tay ra ông giải cứu những cái công ty đang đứng trên bờ phá sản, hay ông chỉ là một cái kẻ cướp thời hiện đại thôi? Thì cái quan điểm này tùy anh em nghĩ như thế nào. Và nếu anh em nào có một cái nhận xét nó hay hơn, có những cái quan điểm mà nó đúng hơn về cái trường hợp này, và anh em nhận xét là cái hành động của CEO FTX đang theo chiều hướng nào, thì anh em có thể bình luận dưới comment nha, mình sẽ đọc hết. Rồi, xin cảm ơn anh em, tạm biệt anh em nha, hẹn gặp anh em vào tuần sau. Bye bye.